Chloe Entertainment Channel chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay Chloe sẽ review cái chiếc xe City Bus. Đây nè các bạn, đó, các bạn nhìn thử đi nha. Đây, các bạn có biết chiếc xe này có gì đặc biệt không? Chút nữa sẽ cho các bạn biết nha. Đây, nhìn sơ đi các bạn. Nè, có cái trần nè, mở được nha. Đó, đó, có mấy bàn ghế ngồi nữa thấy không? Đó. Đây, sẽ cho các bạn thấy là đây có đặt thử cái mô hình vô cho các bạn coi. Đây là Doraemon. Doraemon chào các bạn. Ting ting ting. Đó, Doraemon đi xe City Bus. Đây chiếc xe City Bus. Thêm một bạn Doraemon nữa đi. Đi một mình buồn lắm, đi hai mình cho nó vui nha. Đó. Đây, Chloe chơi được chơi vậy đó mấy bạn. Đây chiếc xe City Bus này chắc là mấy bạn đã bao giờ đi tham quan Sài Gòn bằng City Bus chưa ta? Cái City Bus đó là cái xe này dùng để đi tham quan nha các bạn nè. Các bạn nhìn thấy mô hình không? Chứ không phải là cái xe, chứ không phải chiếc xe buýt mình thường hay đi đâu nha. Đây là xe dùng để tham quan thôi. Đây, đây mình coi sơ cái này xíu nè. Đây là chỗ cầu thang đi lên nè. Đó, mình đi lên ha. Cái mình đi lên trên tầng trên đây. Đó. Ok, rồi ở đây có cái đèn này, đồ chơi mà. Đây mấy bạn, đó, xài pin hai cục pin tiểu nha mấy bạn. Đây, thương hiệu gì đây? Dicky Toy. Đây mấy bạn, Dicky Toys. Đó, xe buýt số 8 đàng hoàng chứ bộ. Number 8, số 8 nha. Đó, City Bus đó. Để cái mua cái này là để làm gì mấy bạn biết không? Trời mưa đó, cái mình kéo nó lại. Đó, cái ngồi ở trong đây nè là sẽ không có bị ướt. Đây, đây là chiếc xe đồ chơi thôi. Và làm cũng rất là tỉ mỉ nha mấy bạn. Đây thương hiệu nè. Đó. Sticky. Mấy bạn thấy, mấy bạn đã bao giờ mà đi tham quan bằng cái xe City Bus này thật sự ở bên ngoài chưa? Nếu mà mấy bạn chưa biết á, thì hôm bữa Chloe có đi tham quan vòng quanh Sài Gòn á mấy bạn, bằng cái chiếc xe City Bus. Nó cũng giống như vậy nè. Nó đây là chiếc xe đồ chơi thôi, nhưng mà làm rất là giống cái chiếc xe thật ở bên ngoài. Nếu mà mấy bạn chưa biết á, đi tham quan bằng City Bus như thế nào á, thì mấy bạn có thể xem ở cái video này nha. Đây, đây là cái video mà hôm bữa, hôm Tết á, Chloe đã đi tham quan Sài Gòn bằng chiếc xe City Bus. Rất là vui, Sài Gòn về đêm rất là đẹp các bạn ạ. Nhớ xem nha các bạn. Tên tên tên. Đây. Úp, hai con Doraemon bị rớt rồi. Các bạn ơi, các bạn có nghĩ rằng với chiếc xe City Bus đồ chơi này thì chúng ta có thể đi tham quan nhiều nơi trên thế giới bằng chiếc xe này không các bạn? Các bạn sẽ nói là không đúng không? Nhưng mà không phải vậy đâu. Để hôm nay Doraemon sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhiều nơi trên thế giới bằng chiếc xe City Bus này nha các bạn. Ok, chúng mình đi thôi.